U20 Việt Nam đối mặt với nguy cơ không được dự vòng chung kết U20 châu Á 2025 sau trận thua U20 Syria 0-1 tối 29 tháng 9. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cần phải thắng mới chắc chắn nhất bảng và có vé vào vòng chung kết. Nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi không ấn tượng, không gây được sức ép lên hàng thủ đối phương. Sau nhiều lần thất thua, đến phút 77, từ tình huống đá phạt góc, Ngọc Chiến long ngóng phản lưới nhà. Bàn thua duy nhất này khiến U20 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-1 và xếp thứ hai bảng A. Thấy cho huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh phải nín thở chờ đợi tất cả các bảng đấu còn lại để biết số phận của mình. Chỉ khi xếp trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U20 Việt Nam mới có vé đến vòng chung kết. Tư thế quá nhiều thuận lợi khi rơi vào bảng đấu dễ, U20 Việt Nam tự làm khó với những kết quả thiếu thuyết phục và đang không tự quyết cơ hội đi tiếp. Trên sân Vinh, hai đội Sơn Lâm Nghệ An và Hà Tĩnh bước vào trận đưa bài xứ Nghệ với những tâm trạng trái ngược. Nếu đội chủ nhà chỉ có một điểm và đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng, thì đội khách Hà Tĩnh đang bay bổng sau hai trận toàn thắng trước nhà đương kim vô địch Nam Định và câu lạc bộ Đà Nẵng. Hà Tĩnh là đội chủ động chơi áp đặt và gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, các cầu thủ Sơn Lâm Nghệ An đã nhanh chóng tập trung tổ chức phòng ngự để duy trì thế trận chắc chắn bên phần sân nhà, chờ cơ hội từ những đường phản công nhanh. Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành không hiệu quả, câu lạc bộ Hà Tĩnh dần bị cuốn vào nhịp độ chơi bóng chậm của đội chủ nhà. Bất ngờ đến trong phút bù giờ đầu tiên, thế bế tắc đã được khai thông cho câu lạc bộ Hà Tĩnh. Quả tạt nghịch chân từ biên trái của Tiến Đạt đã trở thành đường xoắn cỗ để Phạm Văn Long thoát xuống dễ dàng ghi bàn trong tư thế đối mặt thủ môn. Nhưng rồi ở phút bù giờ cuối cùng, phút 90+4, Sơn Lâm Nghệ An đã có bàn gỡ hòa 1-1 đầy kịch tính. Chiếc chấm đá phạt sát khu vực cấm địa, Cucu đã đưa bóng bay theo quỹ đạo tuyệt đẹp vào lưới khiến thủ môn Thanh Tùng chỉ biết chôn chân nhìn mảnh lưới rung lên. Câu lạc bộ Hà Tĩnh có quyền tiếp về 3 điểm bị vụt khỏi tay trong những giây cuối cùng để chiếm ngôi đầu của Hoàng Gia Lai. Nhưng một điểm là kết quả công bằng cho nỗ lực suốt cả trận của Sơn Lâm Nghệ An. Cả câu lạc bộ Quảng Nam lẫn đội Đà Nẵng đều chưa có chiến thắng nào trong mùa giải mới. Vì thế họ thi đấu cực kỳ quyết tâm trong trận derby xứ Quảng vào chiều 29 tháng 9. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, 4 bàn thắng đã xuất hiện trên sân Hòa Xuân. Cuộc rượt đuổi tỷ số của hai đội láng giềng bắt đầu ngay ở phút thứ 4 khi Jack Asimene bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa câu lạc bộ Quảng Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Chưa đầy 10 phút sau, Phan Văn Long gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Đà Nẵng sau một tình huống có phần may mắn khi bóng đập chân một cầu thủ của đội Quảng Nam rồi bay vào lưới. Đến phút 22, thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn một lần nữa chiếm lợi thế khi Hoàng Vũ Samson lập công. Sau bàn thua này, câu lạc bộ Đà Nẵng đẩy cao đội hình, tấn công một cách mạnh mẽ hơn. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng bị bỏ lỡ rất nhiều. Và đến phút 45+3, đội bóng sông Hàn mới có được bàn gỡ hòa 2-2. Dường như việc thi đấu quá bùng nổ ở hiệp 1 khiến cầu thủ hai đội mất sức, không duy trì được nhịp độ cao cũng như độ chính xác ở các pha xử lý quyết định trong hiệp 2. Tuy nhiên, ở phút 87, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2, Nguyễn Văn Trạng tận dụng thể lực còn dồi dào để thực hiện pha đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút chéo góc, ấn định chiến thắng 3-2 cho câu lạc bộ Quảng Nam. Ở vòng 3 V-League 2024-2025, Hà Nội FC làm khách của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 29 tháng 9. Câu lạc bộ Hà Nội nhập cuộc với tinh thần rất cao nhằm tìm bàn thắng sớm. Lợi thế cũng bất ngờ đến với câu lạc bộ Hà Nội ngay ở phút thứ 10 khi va vào cuộc, khiến tiền vệ Thanh Khôi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi từ phía sau với Văn Trường. Sau bước ngoặt này, hiệp 1 gần như chỉ diễn ra với thế trận một chiều. Câu lạc bộ Hà Nội cầm bóng gần 70%, liên tục tấn công với điểm đến cuối cùng của đội khách thương Lighthouse Pedro. Tuy nhiên, ở những điểm chạm cuối cùng, Habedaro vẫn xử lý thiếu chính xác. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều, thì đến phút 45+3 và lần thứ 2 vào cuộc, giúp câu lạc bộ Hà Nội được hưởng phạt đền. Văn Quyết được trao cơ hội và đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội không mắc bất kỳ sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Đáng chú ý với bàn thắng vừa ghi được, Văn Quyết đã có 116 bàn thắng ở đấu trường V-League, săn bằng thành tích của cựu ngôi sao đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh. Sau giờ nghỉ, câu lạc bộ Hà Nội vẫn là đội chủ động tấn công. Tuy nhiên, về lợi thế quân số của đội khách mất đi ở phút 51 khi Văn Xuân nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Kể từ thời điểm Văn Xuân nhận thẻ đỏ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu chơi bóng tự tin hơn. Đội cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tổ chức nhiều tình huống tấn công đầy tốc độ. Khoảng 15 phút cuối, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đẩy các đội hình tìm bàn gỡ nhưng không đem lại hiệu quả như mong đợi. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn nhận bàn thua thứ hai trên chấm phạt đền. Ở tình huống này, tiền vệ Đoàn Hải Quân cũng khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc trận đấu với chỉ 9 cầu thủ vì nhận thẻ đỏ. Thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-0, câu lạc bộ Hà Nội có 6 điểm sau 3 vòng đấu,
Đội bóng của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tạm vươn lên đứng thứ 3, kém đội xếp đầu là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai 1 điểm. Vòng 3 V-League 2024-2025, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón nhà đương kim vô địch Nam Định, chứng kiến lượng khán giả rất đông đến với sân Pleiku. Trong đó, người hâm mộ phố núi đã hoan hỉ chứng kiến sự trở lại của Bồ Đức trên khán đài. Đây là lần đầu tiên ông Đoàn Nguyên Đức dự khán trận đấu trên sân nhà của đội bóng phố núi. Ông Đức rất vui vẻ, cười nói với những người xung quanh, bắt tay huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang Sik. Có thể thấy sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt của Bồ Đức khi đội bóng của ông đã có khởi đầu như mơ với hai chiến thắng trước câu lạc bộ Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An, một trận hòa trước ứng cử viên vô địch Nam Định. Cùng với sự vụ bận rộn trong tập đoàn và thành tích chưa như ý của Hoàng Anh Gia Lai, vài năm qua, Bồ Đức đã ít ra sân Pleiku dự khán các trận đấu hơn. Theo lời các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai, cả mùa giải trước, Bồ Đức chỉ ra sân được một vài lần, thường là âm thầm lên sân xem rồi về sớm, chứ không vui vẻ gọi điện thoại báo trước đến đội bóng như ngày 28 tháng 9. V-League 2024-2025 đã trôi qua gần hết vòng đấu thứ 3. Hoàng Anh Gia Lai đang tạo nên bất ngờ khi dẫn đầu bảng với thành tích bất bại, 2 thắng và 1 trận hòa. Đội chủ sân Pleiku đã có 7 điểm sau 3 trận. Ngôi đầu bảng của Hoàng Anh Gia Lai có thể không được duy trì sau vòng đấu đang diễn ra nếu Hà Tĩnh thắng Sông Lam Nghệ An, hoặc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Hà Nội FC, hay Bình Dương thắng đậm câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Hoàng Anh Gia Lai sở hữu thống kê không đội nào có ở V-League năm nay sau vòng đấu thứ 3. Thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi đang là đội duy nhất ở giải chưa để thủng lưới bàn nào. Ở 3 trận đã qua, Hoàng Anh Gia Lai lần lượt thắng Quảng Nam 4-0, thắng Sông Lam Nghệ An 2-0 và hòa Nam Định không đều. Thủ thành trẻ Trung Kiên cùng các hậu vệ Lý Đức, Du Học, Quang Nho hay ngoại binh Zairo đang sở hữu phong độ tốt để góp phần tạo nên hàng thủ chắc chắn lúc này của Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho FIFA Days tháng 10, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có trận đấu với Đà Nẵng trên sân khách vào ngày 4 tháng 10. Xin chuyển sang trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa với câu lạc bộ Hải Phòng. Đây là trận đấu của hai đội bóng mà có rất nhiều điểm hay và đáng chú ý để người hâm mộ sẽ phải lưu tâm đến, đúng không ạ? Nếu như để đánh giá ở V-League thời điểm hiện tại, nếu như huấn luyện viên của các đội bóng nào mà hay ở thời điểm hiện tại thì mình nhận định là huấn luyện viên ngoại hay nhất thì đương nhiên sẽ phải là ông Popop ở V-League rồi, đúng không? Còn huấn luyện viên nội hay nhất V-League thời điểm hiện tại thì mình vẫn chọn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Hai nhà cầm quân này có một cái điểm rất chung là rất là tài giỏi, có cá tính, tuy nhiên thì lại dẫn dắt hai đội bóng là không phải là cái thế lực của bóng đá Việt Nam. Đấy, cái nhân sự cũng thuộc dạng là khá thôi chứ không phải là giỏi như là thể công Viettel, Hà Nội FC, như là Nam Định hay là Công an Hà Nội. Đấy, nhưng mà họ vẫn sẽ sẵn sàng tạo ra những cái sự bất ngờ khi đối đầu với những ông lớn. Thì ở vòng đấu này, Thanh Hóa sẽ đối đầu với Hải Phòng là một cái lá thăm nó sẽ không dễ dàng một chút nào đâu, đúng không? Bởi vì là chúng ta biết rằng là vòng đấu trước Hải Phòng là đá trên sân của Bình Dương, nhưng mà đã đá cho Bình Dương một trận đấu là cũng tối tăm mặt mũi đấy, đúng không ạ? Mặc dù là ghi bàn thắng trước mà có được cái bàn thắng 7 số, nhưng mà cuối cùng Bình Dương lại lép vế hoàn toàn trước cái lối đá nó rất là đa dạng của đội Hải Phòng, và phải nhờ sự tỏa sáng của thủ môn Minh Toàn thì Bình Dương mới có được một điểm trên sân nhà đấy. Thực sự mà nói, trận đấu đó Hải Phòng đã chơi rất hay, và tựu chung hai trận đấu đầu tiên của Hải Phòng ở V-League 2024-2025 ấy thì mình đánh giá là rất tuyệt đấy, bởi vì là gặp hai đội bóng mạnh trong nhóm đua địch, đó là Công an Hà Nội, đó là Bình Dương, nhưng mà Hải Phòng đã có được hai điểm, làm một thành tích rất là tốt, đúng không ạ? Không phải đội bóng nào cũng cầm hòa được hai đội bóng này đâu, đúng không? Thanh Hóa cũng đã thua Bình Dương rồi đấy, đúng không ạ? Nhưng mà Thanh Hóa cũng thắng Công an Hà Nội. Một cái bất lợi đối với đội Thanh Hóa ở cuộc so tài lần này ấy, đó là đội bóng này vừa phải căng sức thi đấu ở cái đấu trường Shopee Cup Cúp C1 Đông Nam Á gặp đại diện của Malaysia, đúng không ạ? Terengganu, một trận đấu mà mang lại cái cảm xúc rất lớn cho người hâm mộ, một trận đấu mà Thanh Hóa bị dẫn trước hai bàn trên sân khách, nhưng cuối cùng với một cái tinh thần chiến đấu rất là tuyệt vời đã mang về được một điểm quý giá và vẫn tiếp tục dẫn đầu cái bảng đấu của họ. Thì cái việc mà phải căng sức thi đấu ở cái đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á như vậy thì nó sẽ khiến cho Thanh Hóa, đặc biệt là đội bóng Thanh Hóa, là cái nhân sự, chất lượng đội hình dự bị không phải là quá tốt, đúng không ạ? Nên là cái việc xoay đội hình cũng là một vấn đề. Thì một cái
Chúng ta thấy rằng là hai đội bóng này thì cái lối chơi nó rất là trực diện và cũng rất là đa dạng, cho nên là người mộ sẽ được dự đoán sẽ được chứng kiến một màn trình diễn tốt đấy, một màn trình diễn tốt và khả năng là sẽ cống hiến cho khán giả bữa tiệc bàn thắng. Thế trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì ở 10 lần so tài gần đây nhất thì Thanh Hóa giành được có 3 chiến thắng, thua 4 và còn lại là hòa. Đấy. Thắng 3, thua 5. Còn lại là hòa nhau 2 trận. Thì trong 2 lần so tài gần đây nhất thì Thanh Hóa là chưa có được chiến thắng trước Hải Phòng. Ở mùa giải năm ngoái thì thua 0-2 trên sân của Hải Phòng và trên trận lượt về thì hòa 1 đều. Đấy. Còn mùa giải trước nữa thì Thanh Hóa toàn thắng trước Hải Phòng. Nhìn chung mà nói thì hai đội bóng này gặp nhau thì sẽ không có chuyện là không đội là hòa không bàn thắng đâu. Có hòa thì vẫn phải hòa, có tỷ số. Một trận đấu này thì Thuổi Thao cho rằng là mình chưa lạc quan lắm vào việc mà Thanh Hóa có thể thắng được Hải Phòng đâu. Vì là nhìn Hải Phòng họ được nghỉ nhiều hơn và họ đang cũng rất là tự tin trong cái sau khi mà họ đã cầm hòa được hai đội bóng mạnh, đó là đội Công an Hà Nội và đội Bình Dương. Thì đây là trận đấu Hải Phòng sẽ gây ra khó khăn rất nhiều cho Thanh Hóa. Và với cá nhân Thuổi Thao đánh giá, nếu như Thanh Hóa mà không giải quyết được bài toán nỗi nhớ về Romario thì khả năng cao họ sẽ bị cầm hòa trận đấu này, và cũng không ngoại trừ khả năng là nhận kết quả không tốt đâu. Trận đấu cuối cùng trong chương trình nhận định ngày hôm nay của Thuổi Thao đó là cuộc so tài của Công an Hà Nội với Bình Dương. Đây là trận đấu của hai đội bóng, hai ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải năm nay. Ở vòng đấu trước thì hai đội bóng này đã gây thất vọng, phải nói là như vậy. Công an Hà Nội thì đã thua Thanh Hóa ngay trên sân nhà của mình, còn Bình Dương thì cũng suýt thua đội Hải Phòng trên sân Gò Đậu. Thì đây là cuộc so tài của hai đội bóng mà rất có tham vọng ở mùa giải hôm nay, họ muốn giành chức vô địch, muốn đua vô địch. Với đội Công an Hà Nội thì như Thuổi Thao đánh giá, đây là trận đấu mà Công an Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn vì cái dàn cầu thủ của Công an Hà Nội rất là chất lượng, kể cả đội hình 1, đội hình 2 của Công an Hà Nội rất chất lượng. Nhưng có một điều là Công an Hà Nội đá V-League năm nay thì vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Nó giống như cái câu chuyện của Bình Dương thôi. Bình Dương ở mùa giải hôm nay thì cái sự kết hợp, cái lối chơi của Bình Dương, sự nhuần nhuyễn trong cách đá nó vẫn chưa tốt, nó vẫn còn nhiều cái điểm trừ lắm. Đấy. Cho nên là hai đội bóng này thì vẫn chưa hoàn thiện về mặt lối chơi ở V-League đâu, vẫn còn những cái điều cần phải cải thiện. Thì một cái bất lợi đối với đội Công an Hà Nội như Thuổi Thao đã nói với đội Thanh Hóa này, thì Công an Hà Nội cũng sẽ phải thi đấu ở đấu trường Shopee Cup Cúp C1 Đông Nam Á. Thì điều này sẽ khiến huấn luyện viên Paul King sẽ phải tính toán về mặt xoay tua đội hình để mà có được một cái nhân sự tốt nhất và có đủ được một cái thể lực tốt nhất để mà thi đấu với đội Bình Dương. Thì cũng rất là may cho đội Công an Hà Nội là họ lại đá trên sân nhà ở Shopee Cup và đá gặp Bình Dương trên sân nhà luôn, chứ là không phải di chuyển nhiều. Thì vì thế cho nên là nó cũng đỡ đi phần nào ấy. Chứ còn phải di chuyển như đội Thanh Hóa chẳng hạn, lại bay từ Malaysia hay bay từ nước ngoài về, nó mất rất nhiều thời gian để mà di chuyển và cái thể lực nó bị bào mòn ấy. Thì cho nên là cũng sẽ rất là khó khăn. Về cơ bản mà đánh giá thì Bình Dương sẽ là một đối thủ rất là khó chịu đối với đội Công an Hà Nội. Vì thực tế mà nói, Bình Dương là đội bóng mà cũng có thực lực ở mùa giải, ở giải đấu năm nay. Và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng là một huấn luyện viên rất hiểu các đội bóng ở V-League. Nhưng mà thực sự mà nói thì đây sẽ là một thử thách dành cho anh Tuấn ấy. Trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này kể từ khi mà Công an Hà Nội lên hạng ấy, thì cái thành tích đối đầu đang nghiêng về phía Công an Hà Nội. Vì là Công an Hà Nội đang giành 2 chiến thắng và 1 thất bại. Ở mùa giải trước thì Công an Hà Nội đã thua 1-4 trên sân của Bình Dương, một trận đấu mà thua có thể nói rằng thua tan nát. Đó là một trận đấu mà những cái sai lầm từ phía hàng phòng ngự đã khiến cho Công an Hà Nội thua rất là đậm, đúng không ạ? Nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ rất khó để tái hiện lại cái màn trình diễn này. Nếu như Bình Dương mà đòi thắng được Công an Hà Nội thì số 4-1 thì rất khó. Đây là trận đấu mà Công an Hà Nội sẽ biết cách tận dụng tối đa cái lợi thế sân nhà của mình để mà gây ra cái khó khăn cho đội Bình Dương. Và với cái nhân sự của Công an Hà Nội như thế này, nếu như mà họ chơi bóng với một cái nhịp độ và tốc độ tấn công cao hơn nữa thì Công an Hà Nội có thể sẽ thắng được Bình Dương. Nhưng mà nếu như mà Công an Hà Nội vẫn chơi bóng với cái nhịp độ tấn công và với cái sự bế tắc như những vòng đấu gần đây mà gặp đội Hải Phòng hay là gặp đội
vừa rồi là đội Thanh Hóa, thì không ngoại trừ khả năng đội bóng này sẽ bị chia điểm và gục ngã đâu, bởi vì Bình Dương là cái tiền đạo họ cũng tốt đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, họ đá cũng rất là thực dụng, vì thế cho nên là Công An Hà Nội cũng như là Bình Dương là nếu như chơi tốt nhất ở trận đấu này thì mình nghĩ rằng khả năng cao là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Còn nếu như Công An Hà Nội mà cải thiện được cái bộ mặt của mình mà chơi tốt hơn thì mình vẫn nghiêng về phía Công An Hà Nội để một cái kết quả thuận lợi, đó là 3 điểm cho đội bóng ngành Công An. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu ngày hôm của vòng 3 V-League 2024-2025 thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.